Từ nhiều năm qua, bóng đá Long An không còn ngưỡng vị cho đỉnh cao của tại V-League và hiện giờ Long An đang chơi tại giải V-League 2. Và người ta tự hỏi những cầu thủ trẻ của Long An, những người đầy triển vọng, họ là ai và họ đang thi đấu ra sao? Và sau đây chúng ta hãy tìm hiểu về những nhân vật này. Đó là chàng trung vệ trẻ đầy khát vọng và tài năng của bóng đá Long An, Nguyễn Khắc Vũ, đang chơi cho đội 1 bóng đá Long An và hiện giờ đang có mặt trong đội hình chính của đội bóng đá Long An. Năm 12 tuổi thì Khắc Vũ trúng tuyển vào lớp U12 của Năng khiếu Long An. Với chiều cao nổi bật và khả năng tranh chấp tốt, anh là trụ cột của các đội U13, 15, U17, U19 và U21 của đội Long An trong những năm qua. Năm 2011 thì Khắc Vũ đã cùng các cầu thủ U15 Long An đã giành ngôi vô địch U15 quốc gia sau khi vượt qua Hà Nội TNT. Năm 2011 thì Khắc Vũ đã được ban huấn luyện câu lạc bộ Long An lựa chọn cùng Dương Anh Tú và Trần Minh Tổng sang câu lạc bộ Sapporo của Nhật Bản để tập huấn và học việc tại câu lạc bộ này. Đây là câu lạc bộ mà Công Vinh đã từng thi đấu. Khắc Vũ cùng hai đồng đội của mình đã có thời gian 2 tháng tập luyện và thi đấu tại đây. Chuyến đi xuất ngoại này giúp cho Khắc Vũ và hai đồng đội mình tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm cũng như chuyên môn để phát triển trong tương lai. Trung vệ Khắc Vũ là nhân tố trẻ của đội 1 Long An, được đôn lên từ đội hạng nhì ở mùa giải năm 2019 và anh thi đấu trong đội hình chính cho đến nay. Với thể hình tốt và chiều cao lý tưởng thì trung vệ Khắc Vũ không ngần ngại tranh chấp và va chạm với các đối thủ. Là một trung vệ ngoài khả năng phòng ngự rất tốt, Khắc Vũ còn thường xuyên tham gia tấn công ở những tình huống bóng bổng, và những khi anh lên tham gia tấn công thì anh thường gây nguy hiểm cho đội bạn. Khắc Vũ có khả năng đánh đầu rất đáng gờm, và từ những tình huống như thế thì Khắc Vũ đã ghi những bàn thắng quý giá cho đội Long An và giúp cho đội nhà có điểm trước những đối thủ. Có thể nói Khắc Vũ đi xuyên suốt qua hành trình của các đội trẻ Long An. Khi năm 2009 anh cùng U13 Long An giành được huy chương đồng. Năm 2011 anh cùng Long An vô địch U15 quốc gia. Sau khi vượt qua Hà Nội TNT của Đỗ Duy Mạnh và cầu thủ Hoàng Hải. Năm 2013 thì anh cùng U17 Long An giành huy chương đồng quốc gia. Và năm 2015 anh lại cùng U19 Long An tiếp tục giành huy chương đồng. Và mốc son của Khắc Vũ cho đến lúc này là anh được triệu tập vào đội U22 quốc gia vào tháng 7 năm 2019. Và sau đó là liên tiếp những lần anh được huấn luyện viên Hang Seo gọi vào đội tuyển U22 quốc gia để luyện tập và thi đấu cùng đội U22 quốc gia. Khắc Vũ đã để lại ấn tượng đẹp với chiều cao lý tưởng và nỗ lực hết mình trước huấn luyện viên Hang Seo. Có thể nói Khắc Vũ là một trong niềm hy vọng của bóng đá Long An, là một trong những nhân tố giúp câu lạc bộ Long An trở lại đỉnh cao V-League trong những năm tiếp theo. Là một trung vệ trẻ, phía trước vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Để có những bước tiến và những thành quả nhất định ở hiện tại thì Khắc Vũ ngay từ nhỏ với niềm đam mê quả bóng tròn của mình và sự động viên khuyến khích của người cha. Bố của Khắc Vũ là cầu thủ biết người thi đấu tại các giải ở huyện Tân Hưng cũng như các giải tại tỉnh Long An, là người chỉ dạy và truyền cảm hứng cho Khắc Vũ. Được sự ủng hộ hết mình của cha nên Khắc Vũ luôn quyết tâm và nỗ lực từ những giải trẻ cho đến khi được đôn lên đội 1 của đội Long An. Bên cạnh đó là sự dạy dỗ và dìu dắt của các thầy ở tuyến trẻ cũng như các huấn luyện viên ở đội 1 đã giúp Khắc Vũ ngày càng trưởng thành và chơi chững chạc hơn và là một nhân tố không thể thiếu của đội Long An. Hình mẫu của Khắc Vũ đó là trung vệ Phạm Văn Lâm, người đàn anh đã chia tay câu lạc bộ đá Long An và Khắc Vũ được xem như là người thay thế xứng đáng. Bên cạnh đó thì Khắc Vũ là người có thể chơi tốt và tấn công tốt hơn người đàn anh của mình. Chúng ta hãy cùng xem một số hình ảnh mà Khắc Vũ đã thi đấu. Và anh có những pha không chiếm, những pha đánh đầu và những pha dứt điểm gây ấn tượng và đẹp mắt. Khắc Vũ sút. Đáng tiếc bóng đã bật cục dọc phía công bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu. Nguyễn Tài Lộc đá phạt. Và người dứt điểm cuối cùng đó là Nguyễn Khắc Vũ. Nguyễn Khắc Vũ đã chọn vị trí rất chính xác. Bật cao đánh đầu tung lưới câu lạc bộ bóng đá Bình Phước. Chúng ta hãy xem lại tình huống này. Từ pha đá phạt của Nguyễn Tài Lộc thì Khắc Vũ đã đánh đầu chính xác ghi bàn cho các cầu thủ Long An. Niềm vui của Nguyễn Ngô Hoàng Sang cùng với các cầu thủ khác như Dương Anh Tú, Hà Vũ Em, Hoàng Dương, Chính Tính, Hoàng Anh, Văn Thịnh, Hải Quân, Nhật Hà,
và Ngọc Phương. Đây là những cầu thủ đem lại sức sống mới cho câu lạc bộ bóng đá Long An. Các cầu thủ đang chia vui cùng với các đồng đội của mình. Huấn luyện viên Nguyễn Bình Phương, người đã từng gắn bó rất lâu với bóng đá Long An. Một pha đánh đầu rất chính xác của Nguyễn Khắc Vũ. Với chiều cao nổi trội và thể hình tốt của mình thì Khắc Vũ thường chiến thắng trong các pha không chiến. Theo đánh giá của huấn luyện viên Ngô Quang Sang, cầu thủ bóng đá Long An thì Khắc Vũ là một trong những trung vệ có chiều cao lý tưởng và rất thuận lợi khi phòng ngự gặp các đối thủ có thể hình tốt. Tập luyện và thi đấu thì Khắc Vũ luôn thể hiện có thái độ chuyên nghiệp và chịu khó. Và ông cho rằng điều quan trọng là Khắc Vũ vẫn còn trẻ và có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Và đây là những hình ảnh mà Khắc Vũ đang giữ gìn thể lực của mình tại quê nhà ở xã Bình Thạnh, Tân Hưng, Long An. Chương trình xin tạm dừng tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.